xảo trên đầu cô ấy. Chào cháu, cháu là Trâm Anh phải không? Cô là Trúc. Bố cháu thuê nhiều giúp việc nên giờ cháu chẳng muốn nhớ tên, toàn gọi là cô hoặc bác giúp việc. Cô cứ đẩy thẳng từ dưới lên đấy ạ. Cô cảm ơn nhé. Mà bếp đây phải không Trâm Anh? Trâm Anh ơi, chỗ bật bếp ở đâu nhỉ? Nút tròn to nhất đấy ạ. À, nhưng mà có hai nút thì ấn nút nào? Cô đặt chảo bên nào thì cô ấn vào nút bên đấy. À, cô cảm ơn. Loại bếp này cũng chưa sử dụng bao giờ. Cháu biết mà. Còn nhiều thứ trong nhà cháu mà cô không biết dùng nữa. Trứng ốp la của Trâm Anh đây. Sữa của cháu ở cánh tủ lạnh ạ. À, ừ, chờ cô chút nhé. Đây. Đây là trứng rán chín, không phải ốp la. Chỉ hơi chín một chút. Cháu cố gắng ăn tạm đi, mai cô sẽ chú ý hơn. Cháu không ăn tạm bao giờ cả. Trâm Anh, cháu không ăn sáng à? Có gì để ăn đâu ạ? Ôi, có sữa, bánh mì, trứng. Cô yên tâm, cháu sẽ không mắc chuyện này với bố cháu đâu ạ. Mắt ra điên hết cả tiết. Mới sáng này ra có chuyện gì mà cằn nhằn thế hả cô? Đang dở hết cả người đây. Này, bây giờ cả làng người ta đồn ầm lên là con Mai nhà mình nó bị từ hôn vì cái tội ăn chơi trác táng, trai gái hư hỏng chị ạ. Em cứ điên hết cả người lên thế này này. Khổ thân con bé, bị bêu diếu như thế. Bây giờ bề làng còn dám ngẩng mặt thế nhìn ai nữa hả cô? Này, hay là mình kiện. Kiện cho lão hành chết đi. Vì vụ này chính lão lừa con gái mình mà. Kiện. Nhỡ lão cãi trắng, bảo là nó là vợ sắp cưới, rồi hai người tự nguyện đến với nhau, mình lấy bằng chứng đâu ra mà phản bác lại hả cô? Cũng phải. Bây giờ mình đang nợ tiền lão ấy. Nhỡ người ta lại nghĩ mình dựng chuyện để quỵt nợ thì nó xiết cái nhà này cũng toi. Thôi vậy. Thôi là thôi thế nào? Thì thôi, không kiện nữa. Hỏi. Chị tỉnh táo chưa? Đầu em vẫn còn váng váng chị ạ. Đấy là còn có thuốc chống say đấy. Mà này, mày cũng nên tập uống bia uống rượu đi, chứ uống thuốc nhiều là không tốt đâu. Chắc em không đi nữa đâu. Mày thế mà đã sợ rồi à? Mày thấy đấy, ngồi một buổi như thế bằng mấy ngày mày đi làm. Xô chậu cứ đều như thế chẳng mấy chốc mà trả hết nợ.
Sao chị biết nhà em đang nợ? Sời, chị mày chuyện đếch gì mà chả biết. Nhưng mà em thấy việc này nó cứ thế nào ấy. Chả thấy quái nào cả. Công việc đấy là nhàn hạ nhất rồi. Này, tối nay tiếp không? Này, tiền gì đấy ạ? Cầm đi. Cái ông ngồi cạnh hôm qua, ông ấy cho thêm mày đấy. Này, ông ấy quý mày lắm, đang muốn gặp mày đấy. Theo tao thì mày cứ nên suy nghĩ đi. Chả mấy khi có được món hời như thế đâu. Cắt phế. Alo Tuyền à, tao xin lỗi, tao có việc bận chút. Rồi rồi rồi, tao đến ngay đây. Nào, uống này. Uống đi. Nốt công này chuyển sang rượu. Ok. Này, rót rượu đi. Rót rượu đi. Uống nghe. Uống nghe. Uống nghe. Uống nghe. Uống nghe. Nhô. Uống. Anh. Ăn đi anh. Mày tự nhiên nghỉ việc đột xuất thế này, mình tao say sở kiểu gì? Tao chỉ nghỉ ca tối thôi, mày thông cảm đi. Không trả xong đống nợ, tao thấy áy náy lắm. Thì mày đi hát với tao, rồi khi nào có tiền thì trả nợ sau. Thế phải 2 tháng nữa mới trả xong mất. Bọn mình đi hát lương bấp bênh, tháng nào hát được thì không sao, tháng nào mà lõm, chẳng biết bao giờ mới trả xong. Tao không muốn sai hẹn. Thế bây giờ một ngày mày phải chạy 2 chỗ à? Mệt phết nhở? Mày không biết đâu, phần mệt nhất không nằm ở công việc. Thế phần mệt nhất nằm ở chỗ anh chủ độc thân đẹp trai hả? Không, mày xem ít phim Hàn Quốc thôi. Vấn đề là con gái anh ấy kìa, con bé đúng kiểu tiểu yêu quái chính hiệu.